Bị cáo Trần Văn Tân. Kính thưa hội đồng xét xử, kính thưa đại diện viện kiểm sát. Trong suốt quá trình 22 năm công tác của mình, trong đó có gần 5 năm làm phó chủ tịch ủy ban tỉnh, tôi luôn luôn nỗ lực cố gắng vượt bậc, làm việc bất kể ngày đêm, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ, để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính một cách nhanh nhất cho tổ chức và công dân. Vì công việc, tôi phải đi công tác xa nên lúc vợ tôi sinh con, hai đứa thì tôi không có mặt ở nhà. Cũng chính vì nhiệm vụ được giao, đến lúc mà tôi bị hấp hối ở bệnh viện, tôi cũng không có kịp ở bên cạnh bà một cách chu đáo, trọn vẹn. Nói chung là tôi cũng đã hết lòng, hết sức vì một Quảng Nam phát triển. Và tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng, với khí nhổ núi, chí trùm đời, đất và người Quảng Nam kiên trung, sẽ ngày càng phát triển giàu đẹp hơn nữa. Và trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, tôi đã tặng hiến tất cả những gì có thể để phục vụ, hỗ trợ bà con nhân dân nói chung và bà con quê hương Quảng Nam nói riêng. Nên tôi không có gì phải hối tiếc. Về phần gia đình mình, nhờ bản lĩnh và trí tuệ sẵn có, cha mẹ hai bên gia đình, vợ và con tôi đã vượt qua được những khó khăn thách thức rất lớn do tôi gây ra. Hiện đang lao động, học tập tốt và cuộc sống cơ bản tạm ổn, nên tôi cũng có phần yên tâm. Và cũng thật đúng như tôi mong muốn, vườn nhà dẫu vắng người chăm sóc, lý trắng đào hồng tự nở hoa. Và tôi chỉ có tiếc duy nhất một điều, đó là tôi đã nhận quà cảm ơn bằng tiền của một vị đại diện doanh nghiệp Blue Sky. Và tôi đã trót đà gây việc trong gai, còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng. Tôi đã rất thâm thía với hành vi phạm tội của mình. Và ngay từ đầu tôi đã tự viết bản tường trình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và chủ động khắc phục hậu quả. Bản thân tôi cũng được may mắn sinh ra trong một gia đình có bề dày truyền thống cách mạng, tứ thân phụ mẫu đều là thương binh. Quá trình công tác tôi cũng đã được nhiều cái thành tích xuất sắc, trong đó có huân chương lao động và chiến sĩ thi đua toàn quốc. Nên kính mong hội đồng xét xử quan tâm xem xét khi lượng hình để tôi có được cái sự bao dung khoan hồng của pháp luật. Tặng đáy lòng mình, tôi xin thành thật xin lỗi lãnh đạo đảng, nhà nước và các công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước để cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, các cơ sở lưu trú có thu phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do công ty Blue Sky tổ chức từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022. Tôi chân thành xin lỗi tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, các sở ban ngành đoàn thể thuộc tỉnh, cấp ủy chính quyền các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các anh chị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến cha mẹ hai bên gia đình, đến vợ và hai con của tôi, đến thân nhân bà con hai bên gia đình, đến các anh chị em, bạn bè thân hữu gần xa, những người đã luôn quan tâm đến tôi. Kính thưa hội đồng xét xử, trong những năm qua, tôi thiết nghĩ rằng đại dịch Covid-19 đã làm đứt gãy chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu, cướp đi tính mạng sức khỏe của hàng triệu người trên thế giới, trong đó có nước ta. Và riêng ở Việt Nam thì đại dịch này còn gây thêm một nỗi mất mát lớn nữa, đó là mất cán bộ, và sẽ còn mất nhiều cán bộ nữa do các nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan của từng người. Đây là cái nỗi buồn rất sâu sắc, nỗi sầu đau nhân thế vô bờ bến duy nhất của tôi. Còn những chuyện khác, tôi đã cởi hết ưu phiền, gửi gió mây, và tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì xảy ra cho mình trong giây phút đang là. Đó là sự trả nghiệp hoàn hảo nhất. Và tôi sẽ chấp hành hình phạt thật tốt, thi hành án thật tốt,
để sớm trở về với Quảng Nam yêu thương, để sớm trở về với gia đình, với vợ con, để một nhà sum họp trúc mai càng sâu nghĩa bể, càng dài tình sông. Và sau này dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, tôi cũng sẽ đem hết sức mình, góp phần nhỏ bé của mình xây dựng quê hương Quảng Nam giàu đẹp, góp phần nhỏ bé của mình xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường. Cuối cùng thì tôi xin trân trọng cảm ơn hội đồng xét xử, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đã điều hành phiên tòa rất dân chủ, linh hoạt, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tố tụng, đảm bảo tốt nhất các điều kiện để những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền nghĩa vụ của mình, góp phần vào sự thành công chung của phiên tòa mang tính lịch sử này. Tôi trân trọng cảm ơn đại diện Viện Kiểm sát đã rất nhân văn, đề nghị giảm cho tôi 1 năm tù so với mức trước đây. Tôi cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Tiên đã tích cực bào chữa cho tôi. Và đặc biệt thì tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến cha mẹ hai bên gia đình, đến vợ và hai con của tôi, đến thân nhân, bà con hai bên gia đình đã luôn luôn kề vai sát cánh, luôn luôn ở cạnh bên tôi trong những lúc khó khăn nhất. Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị em, bạn bè thân hữu đã kịp thời quan tâm, gửi những lời động viên, chia sẻ, an ủi tôi trong những ngày tôi bị tạm giam ở trại tạm giam B14. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả và xin dừng lời tại đây.